biết quán này lâu chưa Trúc? Lâu rồi. À, chú có thường xuyên ghé ăn không? Là mỗi lần chú đến đây là chú ăn món gì? Có hai món thì chú ăn món gì? Hai món ăn hết hai món luôn, cái món gì có món thứ ba ăn luôn. Hai món ăn hai món luôn, chứ món gì giờ chú ăn thì thấy thích ăn món nào chú? Món ở đây sao chú? Đây bán hai món ăn hết hai món à chú ăn đây chú thấy muốn ba món ăn ba món luôn. Chú ăn đây chú thấy canh bún như thế nào? Ngon. Hợp khẩu vị chú không? Hợp. Chú ăn mấy chục năm rồi chú? Mấy chục năm không? Dữ vậy, mấy năm mà. Chúc làm hai không ép ra thì cái miếng cua nó như vậy thôi, nó chỉ béo béo như vậy thôi chứ nó không có như là của người ta. Cua đây thì để tự nhiên nè, thấy không? Cua đâu đâu cô? Đây, miếng cua rất là ngon. Cua đồng. Cua đồng. Dạ. Miếng cua đồng tự nhiên nè, không cho một cái gì vô hết. Bịch mang về cũng có 15 ngày rồi. Cái hẻm này mình nằm trong hẻm nào của điện phủ vậy? Hẻm 153. 153. Ừ. Điện phủ. Ừ. Ủa, tốt ngâm của bà chú ơi, chơi 2 giờ rồi mày về luôn hả?
chị này ngày chị mở bao nhiêu giờ chị, mấy giờ chị? 10 giờ chị bán tới 5 giờ 6 giờ là hết thì thôi hả? Còn nước lèo này chị nấu lúc mấy giờ? Nước lèo này nè, lèo đó hả? Lèo này nấu là 8-9 giờ là nấu rồi, rồi xong là khoảng 10 giờ là 10 giờ là có chín. Ngoài ra có nước me này nè, nước me mắm ớt. Không có mua ở ngoài chợ mà người ta xay đâu, mình đem về mình tự xay, mình làm, mình tự xay. Nè, cô ấy lên cho con chụp nè, cho con có cua thân nè, hả? Hiếm có chỗ nào mà nó có cái bán cua mà như vậy, người ta ép ra, người ta ép. Còn đây là đi ngồi lên, để làm món ăn thì.